Xin chào tất cả các bạn, tôi xin được tự giới thiệu. Tôi tên là Nguyễn Thị Vân, là sinh viên khóa 1 lớp FP của trường Đại học Edic. Ở video này thì tôi xin phép được review lại cái nội dung bài học hôm nay ở trên lớp về bộ môn khoa học quản lý. Thì đầu tiên tôi sẽ giải thích đó là quản lý là gì. Quản lý ở đây thì chúng ta sẽ thường thấy những cái từ này thường xuất hiện trong các cụm từ như là quản lý tài chính, quản lý tiền bạc hay là quản lý công việc. Vậy quản lý nó là gì? Quản lý ở đây theo tôi hiểu nó chính là một cách chúng ta sắp xếp công việc này, chúng ta kiểm soát công việc này, kiểm soát cái kết quả của công việc đó, kiểm soát cái quá trình hoàn thiện được cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn. Và quản lý ở đây tức là chúng ta sẽ đưa mọi thứ vào một cái khuôn khổ và làm theo một cái các bước mà chúng ta định hình sẵn. Và ở đây quản lý nó là như vậy, và nó sẽ quản lý, nó chia làm hai lĩnh vực, quản lý con người và quản lý công việc. Và đối với quản lý công việc thì chúng ta sẽ có, đó là có quản lý về những cái công việc trong cuộc sống thì chúng ta sẽ có những cái kết quả. Nó rất là quan trọng. Ví dụ như là trong quản lý công việc thì có thể là quản lý chính bản thân chúng ta, hay là quản lý về đội nhóm. Quản lý đội nhóm đây thì chúng ta sẽ đóng một cái vai trò quan trọng, bởi vì chúng ta có một khi mà chúng ta đưa ra một cái công việc nào đó, chúng ta biết cách quản lý sắp xếp một công việc này, chia cho những ai cần phải làm thì công việc hiệu quả, năng suất công việc đó sẽ cao hơn so với một mình chúng ta tự là hoàn thành công việc đó. Thì đó chính là tầm quan trọng của việc chúng ta biết cách quản lý. Quản lý thì có thể là phân chia, điều phối, sắp xếp công việc, đưa những công việc một khuôn khổ và sắp xếp chúng làm sao cho hợp lý nhất và có thể tăng được cái hiệu quả hay là hiệu suất của công việc cao nhất có thể. Và đó chính là vai trò của cái quản lý. Và quản lý chúng ta ở đây chúng ta thường hay gặp phải đó là chúng ta không phân biệt được giữa quản lý và quản trị. Nó đều được dùng trong các trường hợp quản trị. Đây chúng ta sẽ gặp nó trong cái trường hợp đó là quản trị kinh doanh. Vậy thì quản trị và quản lý nó khác nhau như thế nào? Thì đầu tiên nó là quản trị và quản lý thì nó đều quan tâm, nó đều có một cái sự, nó đều là, nó nhất là đều là một cái quản lý, tức là đều là một cách tổ chức và sắp xếp công việc. Nhưng mà đối với quản trị thì nó sẽ ở mức độ cao hơn. Nếu xét về một cái mức độ về đối tượng thì quản trị ở đây nó sẽ quản trị về con người này, còn đối với quản nó sẽ thiên về quản trị về con người cao hơn. Còn quản lý đây tức là quản lý về cái công việc, về chúng ta, về cách mà chúng ta hoàn thành được công việc, đạt những cái mục tiêu trong cuộc sống, hay là về về chức năng hay là về bản chất. Thì chức năng của quản trị đó tức là chúng ta đưa ra một cái quyết định, và quản trị thì được lập ra những cái đưa ra quyết định, tức là chúng ta sẽ lập ra những cái quản trị đấy, tức là lập ra những cái chiến lược, những cái mục tiêu để có thể hoàn thành được cái, để có thể là hoàn thành được cái mục tiêu mà bản thân người quản trị mong muốn. Hay là quản lý thì khác. Quản lý ở đây thì nó thiên về thực thi, thiên về cái hành động, tức là làm việc hoàn thành công việc để có thể đạt được điều, đạt được cái kết quả mà cái đạt được kết quả để có thể là hoàn thành cái mục tiêu. Và quản trị quản lý đây thì nó sẽ hoạt động để thực hiện các chính sách đó bởi những người quản trị. Và xét về quá trình thì sao? Xét về quá trình ở đây thì quản lý thì nó sẽ quyết định là ai như thế nào. Còn đối với quản trị thì nó quyết định câu trả lời, đó là cái gì và bao giờ sẽ làm cái đó và cái đó là cái gì. Còn đối với tiếp theo là đối với các cấp bậc thì quản trị nó sẽ thuộc về cấp bậc cao hơn so với quản lý. Quản trị ở đây nó sẽ nghe đến cái tên chúng ta thấy nó thiên về một cái yếu tố thiên về một cái sắc thái là thiên về những cái thiên về những yếu tố cấp bậc cao hơn so với quản lý. Nếu có thể là bởi vì là quản trị nó sẽ đưa ra một cái kế hoạch, đưa ra một cái mục tiêu, còn quản lý là người thực thi hành động đó. Còn xét về cái chức năng thì quản lý đây đó là chức năng là thực thi, tức là nó thiên về hành động hơn, tức là người quản lý sẽ hoàn thành các công việc của mình dưới sự giám sát một cách nhất định. Chức năng quan trọng nhất của người quản lý đó là chịu trách nhiệm này, chịu trách nhiệm về cái hoàn thành, về cái công việc đó có hoàn thành hay không, hay là về thúc đẩy hay là kiểm soát những cái nhân viên để có thể thực hiện hoàn thành những cái công việc hướng đến một cái mục tiêu. Còn quản trị thì nó có một cái chức năng khác, đó chính là về chức năng tư duy, tức là đưa ra những cái chiến lược, đưa ra những cái kế hoạch để có thể hoàn thành cái mục tiêu đó. Và chức năng quan trọng nhất của quản trị đó là lập kế hoạch đưa ra đối với, và người quản lý sẽ áp dụng theo cái kế hoạch đó của người quản trị để thực hiện kế hoạch.
Và mức độ ảnh hưởng thì sao? Mức độ ảnh hưởng đây thì các quyết định quản lý đưa ra bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố về những quan điểm của nhà quản lý. Còn về quản trị đây thì ra quyết định bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố như là chính phủ, tôn giáo hay là cộng đồng phong tục tập quán nơi đó đang thực hiện. Vì vậy mà quản trị nó thiên về những cái cơ quan chính phủ nhiều hơn so với là trong cái kinh doanh hay là trong cái đời sống. Về tổ chức thì quản trị thường ở các cơ quan về chính phủ, quân sự, tôn giáo nhiều hơn so với quản lý. Quản lý ở đây thì chúng ta sẽ thiên về những cái doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Và đó là sự so sánh giữa quản lý và quản trị. Và đối với cái người quản lý thì sao? Người quản lý là người chịu trách nhiệm cuối cùng cho các kết quả hoạt động kinh doanh. Họ sẽ giám sát, họ sẽ sắp xếp công việc và phân chia công việc cho những nhân viên của mình để có thể thực hiện được cái công việc đó. Và người quản lý thì đối với nhóm của mình thì như thế nào? Và hay là đối với nhóm của mình thì phải có tinh thần trách nhiệm, chịu trách nhiệm đối với cái năng suất hay là đối với cái hiệu quả hoạt động của cái doanh nghiệp đó. Còn đối với các thành viên trong nhóm thì chịu trách nhiệm về công việc. Đối với các thành viên trong nhóm của nhóm đó thì các thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm về công việc, về hoàn thành được cái công việc đó. Còn về năng suất và hiệu quả công việc như nào thì do người quản lý sẽ làm một người đứng đầu để quản lý. Chúng ta sẽ có những cái trường hợp xảy ra là có sự bất đồng về cái quan điểm giữa nhân viên và người quản lý thì sao? Người quản lý là người chúng ta sẽ phải hiểu là bởi vì tại sao lại có xuất hiện cái nguyên do đó. Bởi vì là trong cuộc sống thì con người luôn sẽ đề cao bản thân mình hơn và luôn nghĩ mình là đúng. Vì vậy mà họ thường sẽ có những cái tranh cãi và xung đột. Vì vậy mà trước khi để đưa ra một cái quyết định hay để thực thi một công việc nào đó thì chúng ta, người quản lý nên đưa ra một cái, nên thống nhất, mọi thành viên trong nhóm nên thống nhất với nhau về cái cách. Thứ nhất đó là thống nhất với nhau về người quản lý, đó là người cấp bậc cao nhất này, họ sẽ là người ra quyết định cuối cùng. Và có thể là những cái thành viên trong nhóm thì là tham mưu đưa ra ý kiến của bản thân để góp ý để xây dựng cái kế hoạch được hoàn thiện hơn, để có thể nâng cao được hiệu suất công việc hơn. Nhưng mà người ra quyết định cuối cùng vẫn là người quản lý, vì họ là người chịu trách nhiệm cuối cùng, họ là người có quyền cao nhất trong công việc đó và trong cái nhiệm vụ đó. Vì vậy mà những cái người nhân viên cấp dưới thì họ sẽ phải tôn trọng và tuân theo những cái quyết định mà người quản lý đưa ra đối với họ, đối với nhóm của mình. Đó chính là cái lý giải về quản lý. Vậy khoa học thì sao? Chúng ta thường thấy những cái bộ môn, khi mà chúng ta còn đi học, chúng ta thấy những cái bộ môn như là khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Vậy khoa học là gì? Khoa học đây là, nó là một quá trình nghiên cứu, tìm hiểu để đưa ra những cái kiến thức mới mẻ, và nó làm thay đổi và nó thay thế những cái kiến thức cũ. Và cái kiến thức này thì nó phải được trải, kiến thức này thì nó từ đâu mà ra? Thì kiến thức này, những cái khoa học này sẽ được thực nghiệm và chứng minh trong những cái đời sống, những cái cuộc thử nghiệm trong những cái đời sống, trong những cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khoa học dựa trên khoa học, ví dụ như là một cái phương pháp mà để có thể là khoa học người ta sẽ dựa trên phương pháp đó là thống kê, đó là một phương pháp để đó là một phương pháp khoa học mà nhiều người sử dụng, áp dụng. Ví dụ như là chúng ta có thể lấy là ví dụ như là bầu cử, chúng ta sẽ thống kê ra được những cái người thống kê ra chọn bầu cử để chọn ra số phiếu, người nào có số phiếu, tức là nhiều người sẽ bỏ phiếu để chọn ra một người nào đó đứng đầu, ví dụ đứng đầu một cái nhóm này, một cái tổ chức hay là một cái doanh nghiệp nào đó, thì sẽ có một cái quyết định đó là bỏ phiếu, tức là chúng ta sẽ liệt kê, thống kê trên cái số phiếu đó để tìm ra một người có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt mọi người đi đến những cái bước đi, đi để dẫn đến những cái thành công trong công việc và trong cuộc sống. Dẫn dắt mọi người về trong công việc, đây tức là về hướng đến những cái mục tiêu của doanh nghiệp hay là một cái tổ chức. Thì đó chính là cái khoa học. Khoa học ở đây thì chúng ta phải, nếu mà có một từ thay thế, đó chính là cái từ chứng minh. Từ này giúp chúng ta chứng minh đấy tức là sao? Để có thể có một cái khoa học, một cái bằng chứng rõ ràng nhất về một vấn đề nào đó thì chúng ta sẽ phải đi qua nhiều cuộc thử nghiệm này, chúng ta chứng minh bằng nhiều cách để có thể là dẫn ra được một cái, để có thể tìm ra được một cái kiến thức mới để khẳng định, để đưa nó thành một cái chân lý hay là áp dụng nó một cái kiến thức trong đời sống.
Thì kiến thức này thì nó sẽ có chia ra là kiến thức mà hồi xưa ta còn học, đó chính là kiến thức về tự nhiên hay là về xã hội, thì đều là những cái kiến thức khoa học về đều được nghiên cứu này, đều được chứng minh trong những cái đời sống hàng ngày, và nó sẽ dần dần thay thế những cái kiến thức cũ trong đời sống, và kiến thức này nó phải được dựa trên những cái kiến thức thực tế của chúng ta. Vậy thì để tổng kết lại, khoa học quản lý đó là gì? Khoa học quản lý ở đây tức là nó là giúp chúng ta, mục đích của cái khoa học quản lý này, nó giúp chúng ta tìm ra một cái phương án tối ưu nhất để có thể là nâng cao năng suất của cá nhân hay là của đội nhóm của một tổ chức. Ở đây tức là nó sẽ hướng đến cái đối tượng như là con người và công việc để có thể là tìm ra một phương pháp tối ưu nhất về để hoàn thành được công việc hay là hoàn thành nâng cao được năng suất làm việc của cá nhân hay là của cá nhân, từ cá nhân nó sẽ hoàn thành nhanh, công việc sẽ nhanh chóng hoàn thành, và để chúng ta có thể tổ chức hay là vận dụng cách khoa học nhất và cách làm việc hay là cách quản lý một con người để có thể là đo lường được cái hiệu quả của cái công việc đó. Đo lường hiệu quả công việc đây giúp chúng ta có thể là biết được công việc này nó đang ở tiến trình như nào, và cần phải, nếu mà nó đang chậm thì chúng ta cần phải thay đổi như thế nào, tìm ra những cái phương pháp để có thể là thay đổi nâng cao những cái, thay thế những phương pháp cũ bằng những phương pháp mới để có thể tăng được năng suất công việc đó. Và khi mà năng suất công việc cao rồi, chúng ta sẽ phải tiếp tục nghĩ, kể cả năng suất công việc cao rồi cũng phải có nghĩ làm sao để có thể duy trì và nâng cao được cái năng suất đó. Thì đó chính là nội dung bài học hôm nay mà tôi học được của môn khoa học quản lý. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.